Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì Bộ Y tế Canada đã xác nhận hãng Pfizer và đối tác BioNTech đã cung cấp dữ liệu sơ bộ về thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi. Và bộ này thì sẽ được hoàn thiện sớm hơn so với dự kiến. Hiện tại thì Canada chưa cấp phép cho bất kỳ vaccine phòng COVID-19 nào cho trẻ dưới 12 tuổi. Do đó, việc phê duyệt vaccine cho trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi sẽ là một bước tiến lớn. Hãng dược Pfizer cho biết trong quá trình thử nghiệm, số trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi được tiêm liều vaccine chỉ bằng 1/3 liều tiêm dành cho người lớn. Tuần trước, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Canada Theresa Tam đã nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu đối với việc tiêm chủng cho trẻ em. Cho đến nay, thì chương trình tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 đang đạt kết quả tốt. Việc xem xét các dữ liệu an toàn ở trẻ em dưới 12 tuổi là vô cùng quan trọng. Được biết, chính phủ Liên bang Canada đã ký một thỏa thuận vào tháng 4 năm 2021 mua thêm vaccine của Pfizer. Tuy nhiên, Canada có thể phải chờ tới năm sau mới nhận được số vaccine này.